Chiều 4 tháng 9, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, đến nay Đồng Nai đã ghi nhận hơn 27.400 ca mắc COVID-19, trong đó gần 15.500 trường hợp vẫn đang điều trị. Số ca tử vong là 220. Từ giữa tháng 8, tỉnh đã tiến hành xét nghiệm diện rộng với 3 đợt lấy mẫu nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, số ca mắc ghi nhận vẫn khá cao. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng bổ sung. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, các ca mắc mới thường xuất hiện ở những nơi có đông công nhân ở trọ. Để giải quyết vấn đề này, lực lượng chức năng đang tiến hành giãn cách đồng thời dập dịch ở những khu vực này. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có gần 839.000 người được tiêm vaccine, trong đó gần 62.000 người đã tiêm đủ liều. Đây là kết quả còn thấp so với con số 2,3 triệu người cần tiêm theo kế hoạch. Vấn đề hiện nay của tỉnh là thiếu nhân lực tiêm vaccine, năng lực tiêm chỉ khoảng 20.000 mũi tiêm một ngày. Đối với công tác an sinh xã hội, Đồng Nai đang nỗ lực chăm lo cho những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, hai nguồn hỗ trợ chính là nghị quyết 68 của Chính phủ và các nguồn lực huy động từ xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá tiến độ tiêm vaccine của Đồng Nai còn chậm, trong khi đây là giải pháp căn cơ để đối phó với dịch bệnh, tiến tới trạng thái bình thường mới. Do đó, Đồng Nai cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine bằng cách huy động thêm nhân lực. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục xét nghiệm để rà soát F0 theo kế hoạch. Đối với hoạt động thu dung điều trị, Đồng Nai phải chú trọng chăm sóc tốt F0 không triệu chứng ở tầng điều trị thứ nhất để giảm tải cho các tầng cao hơn. Trong đó, các bệnh nhân phải được thăm khám, uống thuốc đầy đủ và được chăm lo về tinh thần thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ. Các bệnh viện cũng cần được tăng cường thêm các loại máy móc, trang thiết bị để sẵn sàng điều trị cho những bệnh nhân nặng. Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị ngay từ bây giờ, Đồng Nai cần xây dựng sẵn kế hoạch sống chung với dịch khi đạt trạng thái bình thường mới, với phương châm là khóa chặt bên ngoài, bên trong nới lỏng dần. Trong đó, căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh phải xác định những nội dung, lĩnh vực nào có thể khôi phục hoạt động theo từng giai đoạn, lộ trình cụ thể. Đặc biệt, kế hoạch phải tính toán phương án đảm bảo an toàn cho những người chưa tiêm vaccine. Đối với hoạt động an sinh xã hội, các cơ quan chức năng cần có sự linh hoạt để hỗ trợ tốt cho người dân. Nhân dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương đã thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng tỉnh Đồng Nai 5 tấn lương khô để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Trước đó, Thượng tướng Võ Minh Lương đã đi kiểm tra công tác cách ly điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Dã chiến số 2.